Em chào tất cả anh em nhé. Nay em lên cho anh em một số máy, em báo giá trực tiếp cho anh em luôn nha. Anh em nào cần thì liên hệ em nha. Còn đúng cái tầng này nữa anh em. Hàng giờ không về nữa. Không có hàng, còn đúng cái tầng này cũng mười mấy, hai mười mấy con à. Con này Mitsu D65 anh em nhé. Nó mẹ không quay nhỏ xíu nha. Rồi 4.3 bao ship anh em nhé. Bao chạy bao gin ha. Con này là S80 có đề, con này em bán rồi anh em ha. Khách chưa lấy thôi, con này bán rồi. Con này thì 850 ha. Anh em nào cần ở 850 liên hệ em. A10 đề. Con này A10 ha. Con này A850 ha. Bét kim ha. Bao zin bao chạy cho anh em ha. Con này con SSA50 bật đạn anh em. Con này cũng rẻ anh em. Tầm cỡ 5 triệu, hơn 5 triệu chút xíu ha. Bao ship ha. Con này con Kubota R65 này ha, 6.5 triệu bao ship cho anh em này. Anh em mà cần liên hệ này. Con này Mitsu 4.5 triệu anh em nhá. Mitsu 6 triệu ha. Mitsu 85 em còn này, 1 con, 2 con này, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con. Còn 7 con Mitsu 85 anh em ha. Máy là bao chạy bao gin nha anh em ha. Con này Mitsu 7 anh em. Con này Mitsu 7 này. Lốc lắc cũng đẹp lắm ha. Anh em nào cần liên hệ em ha. Mitsu 85 chuỗi nè. Con này Mitsu 85 này. Ha. Con này Mitsu 85 này xấu nè. Anh em nào lấy bán giá ghệ cho này ha. Rồi anh em cần liên hệ em nha, 0985927776 ha. Con này cũng bán rồi nha, bán rồi mà người ta chưa lấy ha anh em. Ga 85 anh em ha. Quay lại ga 85 cho anh em. Ông anh kia trả giá cũng chưa tới nha. Ga 85 dự kiếm hiếm lắm. Máy thì bao gin cho anh em ha. Bao gin nước sơn hơi chốc chốc nhẹ nhẹ. Rồi 7.6, anh em nào lấy 7.6 bao ship cho anh em ha. Ga 85. Rồi chào anh em.